Khung cảnh Tết Việt xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Hiện tại thì bên mình đang cung cấp một số loại cám cho chim cảnh, ví dụ như là cám chim chòe, chim chào màu, chim khứu, và trong đó có cám họ mi như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Cám họ mi bên mình thì điều một số dùng ổn định quanh năm, dùng tốt trong cả kỳ thay lông và khi đi thi đấu. Thành phần nguyên liệu thì hoàn toàn tự nhiên nên các bạn yên tâm là nó là cá mát, giúp chim căng lửa một cách hoàn toàn tự nhiên và sắc lông đẹp. Một gói này như bên mình đóng là 250g, giá của nó là 50.000 một gói. Hiện tại thì mình đang ở 274 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Các bạn có thể qua trực tiếp nhà mình để lấy cám, hoặc mình có thể ship toàn quốc qua đường bưu điện, qua nhà xe, vân vân. Các bạn có thể theo dõi nhiều hơn nữa những bài viết của mình ở trên trang web www.chimcanhdatviet.com, hoặc có thể liên hệ qua Facebook hoặc là Zalo là Chim Cảnh Đất Việt. Các bạn có thể tìm qua số điện thoại 0944114410. Mình nhắc lại một chút là các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt qua số điện thoại 0944114410. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Rất mong cả nhà sẽ ủng hộ mình. Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có những chú chim hay.